chào quý vị và các bạn. Hiện tại thì mình đang đứng trên con đường cách mạng 8, phường Bến Thành, quận 1 nha. Hôm nay mình sẽ đi thưởng thức món bánh mì kebab, bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ đó rồi. Đây là công viên Tao Đàn. Đây con đường đó là con đường cách mạng 8. Đây là tiệm bánh mì kebab, bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ của anh Minh Tuấn. Đập vào con mắt chúng ta là một cái cây thịt nướng nè, rất là ngon và đẹp mắt. Đây chúng ta cùng xem coi kỹ hơn nha. Đó, thịt rất là đã. Cái xe bánh mì kebab của anh Minh Tuấn này nằm trước địa chỉ số 89 đường cách mạng 8, gần cái tiệm trà sữa Green. Nhìn thấy rau bán bánh mì rất là sạch sẽ nè, đây là xà lách nè, rồi dưa leo xắt lát nè, ở đây là cà chua, đây là cải tím, bà sợi và đu đủ. Không lấy gì, không lấy sóc. Tôi có không à? Cái này thì đúng. Thôi. Bao lâu rồi chị biết không? Mười mấy năm rồi em. Mười mấy chị? 12 năm rồi. 12 năm bán một tại chỗ này luôn. Chỗ này có chỗ này thôi. Hàng ngày thì mình bán mấy giờ chị ha? Thường sáng thì 5:30 đến 11:00, chiều 3:00 đến 10:30. Là mình nghỉ trưa một ít rồi anh bán lại đó. Một ổ ở đây là bao nhiêu tiền chị? 22.000. Ổ tam giác hay ổ tròn đều là giá tiền giống nhau. Chắc ngày mình bán 100 kg không chị? Cỡ đó. Ngày 100 kg thịt. Đây cái vỏ bọc của bánh mì đây mọi người. Đây là bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ Minh Tuấn. Đây có giao hàng miễn phí luôn nè, nhưng mà số lượng là trên 10 ổ và có thời gian bán đây luôn. Địa chỉ là 89 cách mạng 8, phường Bến Nghé, quận 1, ngay cái góc đường cách mạng 8 và Bùi Thị Xuân nha. Đây là bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ. Ở đây có hai loại bánh mì, đó là bánh mì dài và bánh mì tam giác. Nhưng mà khách thường đến ăn là bánh mì dài hơn. Rất là ngon. Thịt rất hấp dẫn. Dùng một cái máy để cắt rồi đó. Hôm nay mình dùng máy không dùng dao hả vậy? Có em. Dao máy thì có hết. Thank you.
mì quá vậy hả? Mayonnaise, tương ớt, đu đủ, cà chua, xà lách, leo. Tím tím nó là cái gì chị? Đu đủ, bắp cải tím với đu đủ trộn nha. À, mình bao ra hả chị? Ừ. À, như vậy là xong hổ rồi chị? Đây là người em của anh Tuấn, đã phụ anh Tuấn bán đây. Chỉ có giá là 22.000 đồng thôi, rất là rẻ ở trung tâm quận 1. Chị mình bán ở đây ngày là bao nhiêu ổn mì chị? 8.000 ổn mì chị. À, từ mấy trăm ổn gần ngàn. Ở đây có ai mua số lượng lớn chưa? Có, cái này đây. Bao nhiêu là nhiều? Mấy thì là 100 ổ. 100 ổ? Mấy cái văn phòng nữa hả chị? Có khi ta đi chơi du lịch nữa. Đó là mình có tính thêm không? Hay là mình có tính tiền ship không vậy? Không. Là dòng ba đây thôi à. À, những cái khu vực nào mình giao chị? Khu vực nào mà là mình hay giao? Chị phụ anh Tuấn được bao năm rồi? Chị phụ 8 năm rồi. Ôi, 80 mấy năm rồi, chị phụ được 8 năm là cũng nhiều lắm rồi đó. Nè, khách ăn ở đây thì khách nói bánh mì sao chị? Ngon. Ngon à? Có giá là như thế nào? Hả? Giá ở đây khách có nói gì không? Không. Có khi tăng thêm thịt. À, thêm thịt. Ví dụ ngoài, ví dụ người ta ổ 30 ngàn chị có bán không? Có, ổ 30, không có chục cũng bán. À, mình bán là bán thêm thịt thôi thôi đúng không? À, đây là một cái bếp điện nè. Điện để xuyên những cái phần thịt này qua nướng. Quay, chín thì mình cắt ra. Đó, cắt ra dưới này nướng đây. Sau đó lại bỏ vào thịt bán cho khách. Cũ ở đây cũng rất là sạch sẽ nè. Đó, người thấy không? Và đặc biệt hơn ở đây là cái bắp cải tím và đu đủ bào sợi nè.
mì hết, cho nên em của anh Tuấn điện đặt thêm một cái bánh mì nữa, không biết bao nhiêu nhưng mà rất là nhiều, với để bán với cái đống thịt nướng này là hết mất rồi. Hai ổ đi. Cái chiều lại là khách tới đây mua rất là đông, và thậm chí là đặt hàng để ship tận nhà nữa mọi người. Ai có ghé qua đây thì mua thử một phần thưởng thức nha, đây cũng rất là ngon, béo nữa. Dao dao cắt không đều hay sao vậy? Không, khi nào chỗ nào cắt không được mới cắt, lấy dao. Cái này mà mình để lâu thì nó bị đen rồi, cháy nó đen đúng không? Phía trước mặt mình đó là giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai và Cách mạng tháng 8. Chúng ta đi từ trên đường Cách mạng tháng 8 về trung tâm quận Nhất. Bên tay trái chúng ta sẽ là công viên Tao Đàn, và nhìn bên tay phải sẽ có một cái tiệm bánh mì khay bát. Đây là xe bánh mì khay bát. Mình cũng thử mua một phần bánh mì khay bát của Minh Tuấn này, xem ăn có như thế nào, mình sẽ nói lại cho mọi người biết nha.